Cô về thắt gì để đẹp nhất nhất thắt gì để đẹp nhất tai biến trước khi điều trị con nhất của cô nó cứ âm ỉ nó đau âm ỉ đó đau âm ỉ nhất chịu không nổi rồi bác sĩ mới giới thiệu cô xuống dưới vật lý trị liệu làm và từ khi làm tới giờ đó, nói chung là cô làm nó giảm được 60%. Nó bớt á. Ở trên nhà hôm giờ nó yếu đi không có được cho đây giờ đi được rồi. Đi được nó bớt yếu rồi. Mấy cái miệng nó bớt méo rồi. Không cô không nghĩ tại vì cô nghĩ không có cái cô không tin nhưng mà thật sự bây giờ cô làm cô mới tin chứ hồi đó là cô không có tin. Tại cho cô chưa có làm đó cô không có tin. Nghe ta nói vậy đó rồi cô cũng hỏi thăm nhưng không biết có hết hay không nhưng mà ta nói hết thì cô cũng đi xuống đây lúc đầu cô không có tin. À, xin chào bà con. À, đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 60 tuổi đã được phẫu thuật mổ nội soi thoát vị để đệm cách đây 2 năm tại một bệnh viện khác. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật về thì bệnh nhân không hết đau hoàn toàn. Các cơn đau lưng vẫn âm ỉ. Trong 6 tháng gần đây thì bệnh nhân có các đợt đau tăng dần kèm theo triệu chứng là yếu hai chân, làm hạn chế đi lại và sinh hoạt. Khi đến bệnh viện đa khoa quốc tế SAS Cần Thơ thì bệnh nhân được chụp phim MRI cột sống thắt lưng. Trên phim MRI cột sống thắt lưng thấy có trượt và thoát vị để đệm L3, L4, L4, L5 gây hẹp ống sống, chèn ép rễ thần kinh hai bên. Các bác sĩ phục hồi chức năng đã thăm khám, lên phác đồ điều trị cùng với các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ tích cực cho bệnh nhân này. Chỉ trong vòng 5 buổi điều trị thì bệnh nhân đã giảm được 60% các triệu chứng. Bệnh nhân đã có thể tự đi lại được. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SAS Cần Thơ, bệnh nhân được tập mạnh các nhóm cơ chủ lực, áp dụng phác đồ điều trị giảm áp cột sống, điều trị đặc hiệu bằng laser robotic scanning system. Đây là hệ thống laser tự động cường độ cao, có khả năng phong bế dẫn truyền đau của hệ thần kinh, giúp bệnh nhân giảm đau nhanh chóng, giảm viêm lên nhân đĩa đệm, làm giảm chèn ép dây thần kinh, giúp cho bệnh nhân hết các triệu chứng tê và yếu hai chân. Qua trường hợp của bệnh nhân này, chúng ta có thể thấy đối với các nhóm bệnh đau lưng do thoát vị để đệm, do thoái hóa cột sống hay các bệnh lý tại cột sống thắt lưng đều có thể điều trị hiệu quả nếu chúng ta đến đúng đơn vị điều trị, được bác sĩ thăm khám và theo dõi trong suốt quá trình điều trị ở nơi có đầy đủ các máy móc thiết bị kỹ thuật cao để giúp cho bệnh nhân giảm đau một cách nhanh chóng, tiết kiệm được chi phí và thời gian.